link của chứa đổi qua để mình tiến hành rút số tiền là 50.000 đồng này về ví Momo của mình những em nhá. Bây giờ mình sẽ click vào cái ô đổi qua và bây giờ mình sẽ sang cái ví Momo của mình để xem là mình đã nhận được tiền hay chưa anh em nhá. Rồi như vậy là mình đã nhận được tiền ngay lập tức anh em nhá. Chỉ trong vòng là 1 giây thì mình đã nhận được tiền rồi. Anh em nào mà muốn tham gia kiếm tiền với con app thì cùng mình, anh em nhớ xem kỹ video này cho mình nha mọi người nhá. Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh YouTube Kiếm Tiền Đi Học. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái con app, chúng ta sẽ là làm khảo sát để chúng ta được kiếm được tiền anh em nhé. Đối với cái con app này, min rút của nó sẽ là 20.000 đồng và anh em tham gia rút tiền chỉ trong vòng là 1 giây thì chúng ta sẽ nhận được tiền ngay lập tức anh em nhé. Anh em nào mà mới biết đến kênh YouTube của mình, anh em nhớ là like, đăng ký kênh để tạo động lực cho mình anh em nhé. Anh em nào mà chưa tham gia hội nhóm Telegram và Zalo, anh em sẽ click vào cái đường link màu đen này để anh em tham gia hai hội nhóm cho mình anh em nhé. Thì anh em nào mà chưa biết cơ chế trên kênh của mình thì mỗi video mình sẽ là chọn ra hai bạn là bình luận, comment lầu và một bạn quay random để tặng tiền mặt ví điện tử Momo cho anh em nha. Bây giờ mình sẽ là đi trao giải cho một bạn là bình luận đầu tiên ở cái video là hôm qua của mình nha anh em nha. Thì ở video hôm qua của mình có 289 lượt xem nên là bạn nào trúng giải trên kênh YouTube của mình trong ngày hôm nay sẽ nhận được là 10k trên kênh của mình nha anh em nha. Mình sẽ click vào cái ô mới nhất và mình sẽ kéo xuống thì chúc mừng bạn ấy nha. Bạn này thì thấy được video của mình có thể là nhắn tin qua là Telegram cho mình để nhận giải. Bạn này thì hình như mới trúng giải trên kênh YouTube của mình. Anh em nào mà muốn tham gia, anh em nhớ like đăng kênh để tạo động lực cho mình anh em nha. Còn bây giờ thì vào nội dung chính của video ngày hôm nay thôi anh em ơi. Trước khi vào hướng dẫn anh em cách tham gia kiếm tiền với con app mà mình muốn chia sẻ cho anh em ngày hôm nay, anh em nào mà muốn vượt TikTok Shop kiếm tiền mà chưa đủ 1k follow thì anh em có thể là sử dụng dịch vụ của bên mình anh em nhỉ. Thì dịch vụ bên mình 1k follow chỉ có là 10.000 đồng thôi. Anh em nào mà muốn vượt TikTok Shop thì anh em có thể làm click vào cái link mô tả, mình sẽ để link của một bạn hỗ trợ tăng follow TikTok cho anh em nhỉ. Thế này mình đã tăng thì mình đã vượt được cái TikTok Shop để mình kiếm tiền nữa nha mọi người nhá. Thì đây là giao diện trang chủ của cái con app này nha anh em nhỉ. Thì video hướng dẫn anh em cách đăng ký chi tiết thì mình sẽ để ở phần mô tả của video cho anh em nhỉ. Thì đây là giao diện trang chủ của cái con app này. Thì khi anh em mới vào thì chắc chắn anh em sẽ chưa có là khảo sát đâu nha mọi người nhỉ. Thì bây giờ mình sẽ thống kê cho anh em cách kiếm tiền trên cái con app này nha anh em nhỉ. Thứ nhất là anh em sẽ là tham gia đi mời bạn bè anh em nhỉ. Cách để anh em lấy link đi mời bạn bè, anh em sẽ click vào cái ô này cho mình anh em nhỉ. Anh em sẽ click vào cái ô 3 gạch ở đây cho mình. Sau khi anh em click vào thì nó sẽ dẫn anh em đến trang giao diện như thế này anh em nhá. Thì tiếp tục anh em sẽ click vào cái ô là giới thiệu bạn bè ở đây cho mình, anh em sẽ click vào cho mình. Thì nó sẽ dẫn anh em đến trang giao diện như thế này anh em nhá. Cách kiếm tiền đầu tiên là anh em sẽ là tham gia đi mời bạn bè cho mình anh em nhá. Anh em có thể thấy này, mỗi lượt chúng ta đi mời bạn bè chúng ta sẽ nhận được là 200 điểm anh em nhá. Anh em có thể lọc ký cho mình này, 200 điểm thì min rút của con này sẽ là 300 điểm, cho những anh em nào mà người mới thì sẽ là 300 điểm anh em nhá. Thì cách đi mời anh em sẽ sao chép cái đường link URL này cho mình, rồi anh em sẽ là lừa cho bạn bè và anh em phải bảo bạn bè của chúng ta là làm các bước như mình là hướng dẫn ở video trước nha anh em nhỉ. Anh em phải làm chi tiết cái các bước kia ở trong video mình sẽ ở phần mô tả thì anh em mới nhận được hoa hồng từ bạn bè nha anh em nhỉ. Thì đối với cái con app này, điều kiện để anh em nhận được 200 điểm từ bạn bè là bạn bè của anh em phải làm ít nhất một cái khảo sát và tối đa một tháng nó sẽ cho chúng ta là mời tối đa là 5 người thôi nha anh em nha. Tức là chúng ta sẽ kiếm được 1.000 điểm ở cái phần mời bạn bè này. Thì 1.000 điểm thì mình sẽ tính cho anh em nha, 300 điểm thì sẽ là 20k, như vậy là 1.000 điểm thì sẽ là hơn 60k nha anh em nha. Trong vòng một tháng anh em chỉ kiếm được như thế thôi, nhưng mà nó hoàn toàn là miễn phí thôi anh em ạ. Và anh em cũng có thể là kiếm tiền bằng cách anh em đi làm khảo sát nữa nha mọi người nhá. Thì khi mà anh em có khảo sát thì nó sẽ có giao diện như thế này anh em nhá. Anh em có thể thấy này, giao diện của nó sẽ có một cái khảo sát và bên phải của cái khảo sát thì nó sẽ có số điểm mà anh em sẽ nhận được khi anh em tham gia anh em nhá. Anh em có thể thấy này, một nhiệm vụ nó sẽ cho chúng ta là 180 điểm anh em ạ. Như vậy anh em chỉ cần làm hai nhiệm vụ là anh em đã đủ min rút là 20.000 đồng về ví Momo của anh em rồi. Ví dụ như đây mình sẽ click vào để mình hướng dẫn anh em cách làm anh em nha. Anh em sẽ click vào cái khảo sát mà anh em đang có cho mình. Rồi thì nó sẽ dẫn anh em đến trang giao diện như thế này. Anh em sẽ lợi để nó load nha anh em nha. Anh em sẽ lợi tí. Thì sau khi anh em lợi thành công thì anh em sẽ phải trả lời các khảo sát ở đây nha anh em nha. Thì đây sau khi anh em chọn câu hỏi thành công anh em câu trả lời thành công anh em sẽ click vào ô gửi cho mình, rồi để sử dụng anh em đến trang giao diện như thế này, anh em cứ trả lời bình thường cho mình thôi nha mọi người nhá.
Đối với những cái khảo sát như này là anh em phải trả lời bằng tay nha anh em nhá. Đối với một số khảo sát thì anh em phải trả lời bằng tay như này thì anh em mới nhận được điểm nha anh em nhá. Rồi anh em click vào chữ đặt tiếp theo cho mình. Đối với máy con app kiếm tiền free thì anh em phải là chịu khó cày để anh em mới có thể là rút được tiền nha anh em nhỉ. Thì đối với những con app dạng khảo sát như này thì anh em phải cày nhiều thì nó mới cho chúng ta là lược điểm được anh em ạ. Bây giờ thì hình như là nó sẽ đến phần cuối rồi. Như vậy là mình đã hoàn thành một cái khảo sát như thế này rồi nha anh em nhỉ. Anh em sẽ gửi phản hồi là anh em sẽ đánh giá 5 sao cho mình anh em nhỉ. Anh em sẽ click vào cái ngôi sao thứ 5 này cho mình. Rồi thì nó sẽ báo là cảm ơn bạn đã hoàn thành bài khảo sát, bạn đã kiếm được 180 point nha anh em nha. Thì cách để anh em xem điểm thì anh em sẽ click vào cái ô là đi đến trang chủ cho mình anh em nha. Thì đây anh em sẽ click vào cái ô là số dư điểm cho mình anh em nha. Thì đây anh em có thể thấy này, mình đã hoàn thành một cái khảo sát thì anh em nha. Anh em có thể thấy này, 180 điểm nha anh em nha. Rồi khi mà anh em là có điểm, anh em muốn rút tiền thì anh em sẽ click vào cái ô là lùi điểm ở đây cho mình anh em nha. Anh em sẽ click vào cái ô là lùi điểm ở đây cho mình. Thì trên cái con app này nó sẽ có rất là nhiều hình thức để cho chúng ta rút nha anh em nhỉ. Thứ nhất sẽ là lay nha anh em nhỉ. Thứ nhất sẽ là voucher quyên góp này. Thứ hai là sẽ là thẻ cào điện thoại nha anh em nhỉ. Anh em sẽ click vào thì anh em có thể thấy này, đối với thẻ cào điện thoại thì nó sẽ có ba cái nhà mạng cho chúng ta nha anh em nhỉ. Thứ nhất sẽ là Viettel nha anh em nhỉ. Viettel là Vina này và Vietnam Mobile nha anh em nhỉ. À cái này là Mobifone anh em ạ. Nó sẽ có ba nhà mạng là Viettel, là Vinaphone và Mobifone nha anh em nhá. Ví dụ như anh em có điểm rồi anh em sẽ click vào cho mình anh em nhá. Còn cái phần thứ ba là anh em sẽ là rút về thẻ là quà tặng điện tử, tức là anh em sẽ rút về ví điện tử Momo nha anh em nhá. Thì nó sẽ có hai hình thức cho chúng ta rút. Thứ nhất là 300 điểm, thứ hai là 700 điểm nha anh em nhá. Là 300 điểm thì chúng ta sẽ nhận được số tiền là 20.000 lồng nha anh em nhá. 700 điểm sẽ là 50.000 lồng nha mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ rút là số tiền là 50.000 lồng về ví Momo của mình để anh em xem là về lộ rút tiền của nó thì cực kỳ là nhanh anh em nhá. Sau khi anh em click vào thì nó sẽ dẫn anh em đến trang giao diện như thế này nha anh em nhá. Anh em sẽ click vào cái ô nó sẽ có là giao diện là lồi quà lên cho mình, anh em sẽ là click vào cho mình thì nó sẽ dẫn anh em đến trang giao diện như thế này anh em nhá. Anh em sẽ lợi tí tại vì mạng của mình đang rất là kém anh em ạ. Sau khi nó đến cái giao diện này rồi thì anh em sẽ nhập các thông tin anh em nhá. Ô thứ nhất là tên đúng không ạ? Ví dụ như anh em là Nguyễn Văn An thì anh em sẽ nhập tên là Văn An, còn họ là anh em sẽ nhập là Nguyễn anh em nhá. Ở đây là anh em sẽ nhập họ thôi, còn cái tên này là anh em sẽ nhập cả tên lệ và tên vào nha anh em nhá. Sau khi anh em nhập rồi anh em sẽ tích vào cái ô là tôi là lọc và chấp nhận điều khoản cho mình, anh em sẽ là tích vào cho mình nha mọi người nhá. Sau khi nhập các thông tin thành công, anh em sẽ click vào chữ là gửi câu trả lời cho mình anh em nhá. Rồi nó sẽ báo là cảm ơn bạn đã lật hàng, bạn sẽ sớm nhận được một Gmail. Thì anh em sẽ vào cái Gmail mà anh em đã tạo tài khoản để anh em check là anh em đã nhận được điểm hay chưa nha anh em nhỉ. Rồi thì đây mình đã nhận được một cái thông báo từ cái ePay SOS eSay nha anh em nhỉ. Anh em có thể thấy này, chúc mừng bạn đã lổi ví Momo Việt Nam trị giá là 1.000 đồng đúng không ạ. Anh em sẽ click vào cái ô là nó sẽ có một cái đường link màu xanh, anh em sẽ là click vào cho mình thì nó sẽ dẫn anh em đến trang giao diện để anh em nhập các thông tin là số điện thoại và anh em sẽ nhập số điện thoại để anh em nhận tiền nha anh em nhá. Thì đây anh em ạ, anh em sẽ tiếp tục click vào cái ô là lùi quà cho mình nha mọi người nhá. Sau khi anh em click vào ô lùi quà thì nó sẽ dẫn anh em đến trang giao diện để anh em nhập số điện thoại. Thì anh em sẽ nhập số điện thoại vào hai lần cho mình nha anh em nhá. Rồi anh em sẽ click vào cái ô là lùi quà cho mình nha mọi người nhá. Rồi nó sẽ báo là nạp tiền thành công nha anh em nhá. Như vậy là mình đã nạp tiền thành công thì bây giờ mình sẽ vào ví Momo của mình để mình check xem là mình đã nhận được tiền hay chưa nha anh em nhá. Thì đây anh em ạ, vào lúc mình rút tiền là 18:55 nha anh em nhỉ. Bây giờ mình sẽ vào ví Momo check xem là tầm bao nhiêu phút thì mình sẽ nhận được tiền nha anh em nhỉ. Vậy là mình đã nhận được tiền chỉ trong vài giây luôn anh em ạ. Anh em có thể thấy này, 18:55 và mình rút cũng là 18:55, cực kỳ là uy tín và miễn phí nha anh em nhỉ. Trong video hôm nay mình đã hướng dẫn anh em cách tham gia làm khảo sát để anh em kiếm tiền và mình đã rút được tiền trên cái con app này rồi. Nên là anh em nào mà là và đang tham gia cái con app này thì anh em nên chăm chỉ làm và anh em có thể là rút được tiền nha anh em nhỉ. Còn bây giờ thì sẽ đến phần quay random tặng tiền thẻ cào ví điện tử Momo cho tất cả anh em fan của mình nha mọi người nhỉ.
Bây giờ mình sẽ dán đường link vào và mình sẽ tìm ra những bình luận may mắn ở cái video trước của mình anh em nha. Sau khi lọc ra thì ở video trước của mình có 10 bình luận hợp lệ anh em ạ. Bây giờ mình sẽ click vào chữ là pick a winner để chọn ra một bạn là bình luận may mắn ở cái video trước của mình anh em nha. Thì chúc mừng bạn này nha. Bạn này thấy được video của mình có thể là nhắn tin qua Telegram cho mình để nhận giải nha. Anh em nào mà muốn tham gia event trên kênh YouTube của mình, anh em nhớ like, đăng ký kênh và bình luận cho mình một câu nói thật hay để mỗi khi mình ra video thì mình sẽ là trao giải cho các bạn là một bình luận comment lầu và một comment quay random nha anh em nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Bye bye mọi người.